Đây nhân vật chính này cả nhà ơi. Nè lục chơi nè con chạm nè con. Nè đó. Đây là cô Pin nè, nhân vật chính này nha ơi. Lấy nào. Hôm nay làm lễ bàn giao của cô Pin. Bàn giao lại cho cha nó nè, cha nó đây nè. Đó, cô Pin nè, thấy cưng không? Chào cả nhà. Bữa nay mình đi đám nha nhà. Hôm nay là sinh nhật thằng cháu cho nên là không có làm mồi lai gai như mọi ngày nữa nha. Hôm nay là mồi đầu bếp làm sẵn rồi. Giờ nhiệm vụ là tí nữa là khách tới lên bàn là dứt. Đây, cổng sinh nhật nha các bạn. Đây là cái pin. Tên là Thiên Phúc. Đó, đây mát lắm nha các bạn. Đây mà nhậu vô là chiêu chiêu bao mát. Đây là thành quả của mấy đứa nhỏ nè các bạn. Đó, dán chữ nè, thổi con bóng nè. Đó, đẹp không? Mấy nhỏ chỉ xiên lắm á. Đây cu pin. Cái nồi bò kho nghe nhà. Chà, đang khó ngút luôn. Ở bên đây là vịt luộc. Còn đây là gà. Mình chưa biết là món gà này làm món gì nữa. Gà luộc làm gỏi ngó sen nha cả nhà. Đây bác hai thì đang làm mấy cái rau củ nha. Cái món rau củ này làm gì bác hai? Nấu đồ món để vô con. Bác hai nói là cái rau củ này là nấu đồ món bỏ vô nha các bạn. Ở đây cô ba với thím năm thì đang lặt rau nha cả nhà. Rau này lặt mình ăn lẩu hay gì cô ba? Lẩu à. Ăn lẩu hả? Ăn lẩu. Chị ba lặt bỏ này đó. Đây thì bà chị vẫn đang làm tí quý, lấy nước cốt tí quý để nấu lẩu nghe cả nhà ơi. Cái tí quý này ngon dữ vậy, mua hả? Hay là của bên ba? Của chị hả? Mấy cái tí quý bên nhà chị hả? Rồi, tí quý này của bà chị, bên nhà của bà chị luôn cả nhà. Cháy rất là ngon nha. Đây chú Liêm thợ nấu nha, ổng đang cắt đầu tôm. Nhiệt tình chứ. Chú này độc thân vô tính nha cả nhà ơi. Ở anh em nào mà có cô nào giới thiệu cho chú luôn nha. Hết sức chưa? Thấy cháu chị chưa? Có trong nhà chị. Thấy cháu chị chưa hai? Thấy cháu ghẻ chị chưa? Đây là chị vẫn đang đom gỏi gà ngó sen nha cả nhà ơi. Còn đây là hay quay với bánh bò nha cả nhà. Còn có xôi nữa nè, chè nữa. Này quá trời món luôn rồi. Đây là hai bà chị đang chuẩn bị những cái nồi lẩu nha cả nhà. Nồi lẩu của mình gồm có tôm, cá viên, mực. Có nhiêu đó à? Mày nói hơi thiếu rồi. Nước. Còn này cái món này là đây là cái món món gì chị ba? Bà tử. Mực với bà tử hả?
Kho tử mực. Xào giòn, kho tử mực xào giòn. Hôm nay có cái món nữa nghe cả nhà. Đó là món cá chốt, kho khô, bỏ tiêu. Đúng rồi, ăn với nước cơm, bỏ hành. Ăn với nước cơm hả? Ủa món nhậu mà cơm. Ăn cơm. Ăn cơm đó hả? Đây bà chị của mình nghe cả nhà. Bà nói là cái món này bà chỉ cho ăn cơm thôi, không có cho nhậu. Kho tiêu để tấp mỡ. Ăn với nước cơm. Hả? Thôi em lấy nhậu được không? nhậu thì lấy nhậu. Đỡ tốt thịt. Thịt giờ ngán rồi, giang cá nhậu mua cá chứ sao giờ. Ở đâu có vậy? Mua mày chợ nè. Của Hạnh mua nè. Thịt cá giờ không đâu ăn, mà chịu qua không đem phèo, đem quyết tim, đem gì quá trời, em qua ăn hết không? Hôm qua ăn cũng còn nhiều, tối ăn nhiều. Hôm qua ông anh ổng đang rất là tích cực chạy bàn nha cả nhà. Anh chuẩn bị mâm bàn sáng giờ. Múc nước mắm nè. Nói chung là ở dưới quê mình đám tiệc rất là vui nha cả nhà ơi. Mấy anh em họp lại hỗ trợ nhau dọn bàn ghế mâm rồi tới nhậu cũng vậy luôn nha. Anh em mình là rất là vui vẻ. Mấy anh em mình sáng lên dọn bàn sẵn rồi nha cả nhà. Dọn bàn sẵn hết rồi. Bây giờ để tí xíu nữa là khách tới. Rồi lên món. Nhưng mà trời nay không được đẹp nha nhà ơi. Mưa lầm rầm sáng giờ. Mâm bàn sẵn. Nhạc cũng sẵn luôn rồi. Giờ chờ khách tới thôi.
À, giờ là cuối cùng là cuộc chơi là giờ còn anh em của chúng tôi nha các bạn. Bây giờ anh em chúng tôi là tiếp khách, bây giờ là cũng phê hết trơn rồi. Giờ anh em chúng tôi là để bây giờ để ông anh này ông nói với thằng chủ sĩ này một tiếng nghe. Bữa nay là cái ngày cha bàn giao nhiệm kỳ ha. Như là cho con là sẽ thôi cái nhiệm kỳ này. Cái cha là nhiệm kỳ 10 năm, 50 năm gì đó cha không có biết được không? Thì là bữa nay là coi như là cái lễ này, lễ là nhận cái lễ bàn giao chính thức. Rồi vô giờ đây giờ là kết thúc. Kết thúc đây là còn anh em vô đây nha. Anh em vô cái coi 1 2 3 vô cái đẹp rồi. 1 2 3 vô. Lên ly đàng hoàng, lên ly đàng hoàng hết. Lên đi hết nè. Cầm ly lên ơi. Ai chưa gót gót đây nè. 2 3 vô. Đó. Rồi vô cái anh em vô cái nè. Giờ anh em mình vui vẻ nghe nha. Giờ miền Tây là phải chơi vậy nghe nha. Nó vô nó tức nhại luôn. Đó. Thì nó chấm rồi. Chấm gì nữa? Bi. Con đoán là kiểu mẹ đang thấy chấm rồi. Vậy rồi anh Ba nè, gấp mồi nè. Dứt cái anh Ba ơi. Ăn thịt gà cả nhà ơi. Rồi ok, ngon Ba. Nói cho gà thả giường nó dai quá. Dai hả? Giờ răng anh còn không mà dai? Còn nú không à? Còn nú rồi chết bà rồi, anh Ba anh ăn cái gạo được nghe vậy. Nhưng mà anh Ba của tôi á là ổng có cái chuyện á là ổng làm từ thiện nha mọi người. Mà mấy chị em mà bây giờ mà thiếu cái gì là ổng làm cái từ thiện cái đó nghe. Mấy chị em phụ nữ mà thiếu gì là ổng sẽ làm từ thiện đó nghe. Mấy anh em mà nhớ nha. Thế là anh Ba tôi nè. Đi làm mà không giữ vợ được đem đây tôi giữ giùm cho. Rồi ok. Đó. Cần cái vụ mà anh Ba tôi thiếu gì mấy chị em phụ nữ cung cấp gì anh Ba tôi cung cấp cái đó. Vậy luôn hả? Còn thằng này là thằng chú sĩ nè, bữa nay là nó bàn giao nè cả nhà ơi. Bữa nay cái mặt nó ngu rồi, nó giờ có bàn giao chăng nữa giờ nó cũng không biết gì đâu. Cái mặt kia còn ngu hơn. Ở mặt thằng nào ngu hơn? Mày đạt cái bây giờ tao.